Tiếp tục qua việc anh chị ơi, căn nhà này vị trí đẹp, thành phố Di An. Nhà này anh chủ vừa bỏ ra vài trăm, vừa decor lại cực kỳ đẹp luôn quý chị. Vào là ở luôn, nhưng mà hiện tại bây giờ đang cần ra gấp quý chị, cực kỳ hời và phải nói với anh chị là hời nhất trong khu này, cam kết 100% quý chị nha, 2,8 giỏi quý chị nha, mê lắm quý chị ạ. Có 4 phòng ngủ lận nha, 3 phòng ngủ lớn, 1 phòng ngủ nhỏ và có phòng ngủ dưới. Có phòng ngủ dưới anh chị. Đây, khu dân cư mê không quý chị ơi, ô tô người ta để phía ngoài đường ha, đường này nó thông bằng cờ trong khu dân cư 12m tổng cái đường này, hàng xóm trệt lầu hết quý chị nha, đồng bộ đồng nhất như nhau. Vị trí quý chị ngay ngã ba cây điệp và ngã ba ông xã quý chị ha, nằm cái khúc giữa đâu quý chị. Nếu anh chị muốn để ô tô phía trong thì mình ăn gian từ khu vực xe máy ra tới vỉa hè, để đây cũng được, còn không mình để phía ngoài quý chị nhá, giống như hàng xóm nhá. Sân xe máy nhà mình đây đó. Em Hải chỉ review những bất động sản sổ hồng riêng thôi, ngoài ra em review miễn phí anh chị nhá. Ngang 4m2, ngang 4m2, dài 15 là 62m đó anh chị, thổ cư full. Căn nhà này cực kỳ ok và nằm trong khu dân cư. Anh chủ này anh mới vừa decor lại quý anh chị thấy không, vừa bỏ thêm một ít tiền và để decor lại, nên là anh chị nào mà thấy phù hợp á, vào là ở luôn, không cần phải sửa sang nữa anh chị ạ, cực kỳ đẹp luôn. Anh chủ sẽ để lại nội thất cơ bản cho anh chị, mình chỉ lấy đi một số cái nhỏ nhỏ thôi, ví dụ như có thể là lấy cái tivi này quý chị, còn đâu bàn ghế rồi tủ lạnh đồ để lại anh chị nhá. Đó, có một cái bể cá đẹp không quý chị. Rất ok nhá. Đây bếp ăn này. Nhà mình có 4 phòng ngủ đó, anh chị tin được không? Một trệt một lầu có 4 phòng ngủ, 3 phòng ngủ lớn, 1 phòng ngủ nhỏ quý chị nhá, và có phòng ngủ dưới luôn. Đây, bếp ăn nhà mình này. Đó quý chị ha. Khu vực bếp đây. Đó, để lại cái tủ này, để lại tủ lạnh, để lại bàn ghế này, để lại phòng ngủ ở phía dưới này quý chị ha. Đó, rất ok luôn anh chị ơi. Đây, ở cuối nhà đây là nhà vệ sinh của mình đúng không quý chị ha. Lên trên lầu quý chị, mời anh chị lên lầu. Ở trên này mang tới cho anh chị mình 2 phòng ngủ lớn, 1 phòng ngủ nhỏ đây. Cái phòng ngủ nhỏ này được quý chị nhá, hoặc không mình làm cái kho quý chị ha. Đây, phòng ngủ tiếp theo. Nhà mình có tới 4 cái phòng ngủ đó anh chị. Đây, phòng ngủ tiếp theo đây này. Đó. Còn ở phía cuối này. Cuối đây là khu vực giặt phơi đồ quý chị và cái khu vực nhà vệ sinh nhá. Quý chị theo, nhà một trệt một lầu, 3 phòng ngủ lớn, 1 phòng ngủ nhỏ, phòng khách nhà ăn đầy đủ anh chị nhá. Gia chủ có để lại nội thất cơ bản cho anh chị mình. Đây, phòng ngủ rộng này. Quý chị thấy không? Nguyên khu vực này phòng ngủ hết luôn quý chị nhá. Đó, nằm trong khu dân cư, vị trí thì ok rồi quý chị. Phường Tân Đông Hiệp, thành phố Di An, mà gần ngã ba ông xã và ngã ba cây điệp quý chị ạ. Nằm trên trục đường Chiêu Liêu, đường Chiêu Liêu anh chị nhá. 2,8 tỏi. Anh chị thấy phù hợp. Vào việc.